ngày 2 tháng 10, mưa lớn kết hợp với triều cường khiến nhiều tuyến đường, khu vực trên địa bàn tỉnh Cà Mau bị ngập nặng. Theo đó, nhiều đoạn của các tuyến đường Phan Đình Phùng, Lý Bôn, Đinh Tiên Hoàng, khu quảng trường văn hóa trung tâm tỉnh Cà Mau và nhiều khu vực phường 4, 5, 9 bị ngập, khiến việc sinh hoạt, kinh doanh, mua bán của người dân bị xáo trộn. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, đỉnh triều cao nhất trong kỳ triều cường kéo dài từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 10. Trưa cùng ngày, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến hàng loạt tuyến đường như Thích Quảng Đức, Cách Mạng Tháng 8, Hồ Văn Cống, Đại lộ Bình Dương thuộc thành phố Thủ Dầu Một, quốc lộ 13, đoạn qua thành phố Thuận An ở tỉnh Bình Dương ngập sâu, nhiều phương tiện không thể di chuyển.